Xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình Cây Thuốc Việt Nam và những bài thuốc nam do Tuấn Đông Y và Lộc giới thiệu nhá. Thì hôm nay tôi lại muốn giới thiệu với các bạn một cây thuốc nam có tác dụng làm thuốc kiện tùy, bổ phế và lợi tiểu, và cái tác dụng là chỉ tả cho các bạn. Thì cây này được gọi là cây y dị. Cây này nó phát triển rất tốt, mọc là khắp nơi các bạn nhá. Đấy. Cây nó rất tốt và mọc là khắp nơi. Cây này nó cao từ 1 đến 2 mét. Lá thì dài nhá, như lá ngô các bạn. Lá thì dài như lá ngô. Đấy, nó như cây ngô các bạn. Đấy, gọi là cây này được gọi là cây ý dĩ. Hoa của nó thì có hoa đực và hoa cái. Hoa đực thì mọc ở trên, hoa cái thì mọc ở dưới. Đấy, còn quả của nó thì khi chín thì có màu xám này các bạn này. Đấy, màu xám. Trong nó chứa nhân. Cái nhân của nó thì có một mặt bị lõm và một mặt đầy các bạn nhé. Đây là nhân của nó. Nếu để làm thuốc thì chúng ta chủ yếu lấy cái hạt của nó về chúng gọi là quả đấy, nhưng mà về chúng ta xay nha, bỏ vỏ chấu, đồng thời chúng ta lấy nhân của nó để làm thuốc. Thì hôm nay tôi giới thiệu các bạn đây là cây ý dĩ. Đấy, rất nhiều các bạn nhé, cứ lơi xả thì cũng rất nhiều, tức là chỗ nào mà đất hoang và thoáng đoãng mà đất ấm là nó mọc rất nhiều các bạn nhé. Đấy, bộ phận làm thuốc của nó thì chủ yếu là hạt thu hái vào mùa thu đông khi hạt đã ra. Đấy, còn để làm thuốc thì có thể dùng sống hoặc dùng chín, thì tùy theo từng trường hợp người ta sẽ dùng. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn đấy là cái cây ý dĩ. Thế còn tính vị của cây này nhá, cái vị ý dĩ này thì nó có vị ngọt, tính mát các bạn nhá. Đấy, cây này nó có gạo của nó đấy, có tính hơi hàn nên là dùng để chữa cho bệnh về cho những người nóng trong hoặc là các bệnh sốt, do đó nó có tác dụng làm thuốc thanh nhiệt các bạn ạ. Đấy. Thì tác dụng chủ yếu của nó là nó đi vào ba kinh, là kinh tùy, kinh vị và kinh phế các bạn. Do đó nó làm thuốc, làm được làm thuốc bồi bổ cơ thể nhá. Nó được làm thuốc bồi bổ cơ thể. Đấy, làm thuốc kiện tùy, thuốc bổ phế, thuốc thanh nhiệt và thuốc lợi tiểu và thuốc chỉ tả. Còn để sử dụng thì tôi muốn giới thiệu cho các bạn một số bài thuốc của sử dụng cái hạt ý dĩ này sau khi ta đã bỏ vỏ nha các bạn nha. Thế thì trước tiên là về chữa bệnh cho những bạn nào bị lao lực nha các bạn nha. Trước tiên tôi muốn giới thiệu các bạn vì tác dụng thứ nhất của nó để chữa bệnh lao lực. Những bạn nào bị do quá trình là lao động cơ thể bị suy nhược, suy kiệt, gọi là bệnh lao lực ấy, thì người ta dùng ý dĩ 5g, mạch môn 3g, thiên môn 3g, đang mạch bì 3g, bách bộ 3g nha. Các bạn sắc uống trong 24 giờ. Đấy, với bạn nào bị lao lực thì chúng ta nên dùng cái đơn như thế. Đấy. Còn đối tác dụng nữa của nó là để chữa bệnh phổi như ho lâu ngày hoặc đau tức mạng sườn, thì trước tiên để chữa bệnh ho lâu ngày. Những bạn nào mà ho lâu ngày, đờm nhiều, sắc mặt thì vàng, người thì mệt mỏi và kém ăn và bụng thường xuyên đầy, đại tiểu tiện thì đi phân lát, thì các bạn nên dùng bạch chuột 12g, đằng sâm 12g,
ý dĩ 15g, ngoài sơn 10g, xuyên tiêu 6g, trần bì 6g, bán hạ chế 8g nhé. Khúc vạn cũng sắc đặc để uống, 2 ngày một ấm nhá. Các bạn sắc uống thì các bạn, cái này là các bạn lên uống thuốc nóng và uống từ từ để cho nó ngấm từ cổ họng ngấm vào để cho để chữa cho bệnh là ho lâu ngày cho các bạn. Còn đối với bạn nào mà do viêm phổi nhá, còn đối với những bạn nào bị viêm phổi lâu ngày mà nó thường xuyên đau tức mạng sườn ấy, thì các bạn nên dùng là vĩ hành, tức là cái bông hoa cỏ lau ấy, 20g, ý dĩ 16g, kim ngân 20g, đào nhân 12g, đông qua nhân 10g, liên kiều 10g, dấp cá 40g và bồ công anh 40g, cắt cánh 6g. Các bạn sắc uống trong 2 ngày một ấm thì nó có tác dụng là chữa viêm phổi đau tức mạng sườn cho các bạn nha. Đấy là những bạn nào không may mà nó bị viêm phổi lâu ngày, mạng sườn nó đau tức thì các bạn nên dùng cái đơn như thế. Còn đối với bạn nào mà bị mắc bệnh đi ỉa lâu ngày đấy, các bạn nào mà bị mắc bệnh đi ỉa lâu ngày thì chúng ta nên dùng ý dĩ 15g, mộc hương 10g, ngoài sơn 15g, sâm bố chính 10g, trần bì 5g, hạt sen 15g, bạch biến đậu sao 15g nhá. Các bạn sắc uống như vậy thì nó cũng sẽ tác dụng là chữa bệnh đi ỉa lâu ngày cho các bạn. Những bạn nào mà mắc bệnh đi ỉa lâu năm, mắc bệnh gọi là đi ỉa kinh niên ấy, thì các bạn nên dùng cái đơn như vậy thì nó sẽ chữa bệnh đi ỉa cho các bạn. Và cái tác dụng nữa tôi muốn giới thiệu các bạn là những bạn nào mà đái ra dưỡng chấp nhá, tức là đái ra nước giải trắng như nước gạo ấy, mà lưng thì đau ấy, thì các bạn nên dùng là ý dĩ 12g, kim tiền 20g, tỳ giải 16g, trúc diệp 20g và đá đỗ xanh 20g, phục linh 16g. Các bạn sắc uống sẽ chữa cái bệnh đái da cặn trắng cho các bạn nha. Đái da dưỡng chấp ấy, nước gạo, đái như nước gạo là các bạn nên dùng cái bài thuốc ấy. Còn cái tác dụng nữa của nó là cái tác dụng lợi tiểu. Nếu bạn nào bí đái thì chúng ta chỉ việc lấy cái hạt ý dĩ này đun sắc uống hàng ngày, đến lúc nào nó thông đái cho các bạn là được nha các bạn nha. Đấy, thì với cây ý dĩ rất nhiều và phát triển rất tốt ở mọi miền nha. Nơi nào đất ẩm thấp và thoáng là cây nó sẽ phát triển đây thành những bụi rất to các bạn nhé, nó mọc thành bụi. Đấy. Còn nếu như gieo trồng thì hạt nó to hơn, còn đấy là ý dĩ trong tự nhiên thì hạt nó sẽ nhỏ hơn, nhân của nó sẽ nhỏ hơn nhưng cũng rất tốt nhá. Mong các bạn biết khai thác sử dụng cái này, quê hương mình đâu chắc đâu cũng nhiều nhá. Quê tôi cũng đâu cũng có bạt ngàn nha các bạn nhá. Đấy, thì với cái này thì tôi cũng muốn giới thiệu cho các bạn một số phương thuốc để sử dụng để chữa bệnh cho các bạn. Thì mong các bạn khai thác, sử dụng và đồng thời thường xuyên theo dõi và ủng hộ cho tôi nhá. Xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn mạnh khỏe ạ.